tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách làm một cái máy bắn kẹo khác nữa. Đó là cái máy này nè các bạn. Thì cái máy này đặc điểm của nó là có tới 3 ngăn để đựng kẹo, do đó các bạn có thể bỏ vào đây 3 loại kẹo khác nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thử cho các bạn coi nè. Đó, như vậy là mình có được một viên kẹo rồi. Máy bắn kẹo này thì cái ngăn đựng kẹo của nó khá là rộng, nên mình có thể bỏ vào đây tầm khoảng 10 viên kẹo mỗi ngăn đó các bạn. Làm chiếc máy như thế này thì cũng không quá khó, tuy nhiên thì cũng phải cẩn thận một xíu và tỉ mỉ thì mình mới có thể làm được, bởi vì chỉ cần sai kích thước thì nó sẽ không hoạt động được đó các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn hãy cùng coi video và làm máy bắn kẹo như thế này với mình nha. Để làm một cái máy bắn kẹo thì các bạn cần phải có những tấm bìa cắt tông như thế này nha, và một cái súng bắn keo nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để làm nè. Các bạn sẽ cắt cho mình những cái miếng bìa như thế này. Thì mình sẽ dùng một viên kẹo để đo nha. Đây các bạn sẽ đặt viên kẹo này, các bạn đo. Này là rộng hơn cái chiều ngang của viên kẹo, còn cái này là sẽ là chiều dài viên kẹo nha các bạn. Đó, các bạn để như thế này và các bạn cắt rộng ra hơn một xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán lại. Rồi như vậy là mình có được một cái hộp như thế này nha các bạn. Cái phần dư ra đây chính là cái nơi mà để viên kẹo của chúng mình nó có thể đi qua được đó các bạn. Các bạn nhớ chừa nha. Đó. Rồi tương tự thì mình sẽ làm thêm hai cái như thế này nữa nha. Rồi như vậy là mình đã có được ba cái hộp như thế này rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cắt một miếng bìa cắt tông như thế này để mình làm cái phần đáy cho các cái hộp này nha. Bây giờ thì mình sẽ dán chúng lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ dán nó lên một cái bìa như thế này nha các bạn. Đây mình đã chuẩn bị một cái bìa để làm cái hộp của mình đó. Thì cái này nó sẽ đặt ở vị trí ngang như thế này. Bây giờ này là cái mặt trước nên bây giờ mình sẽ đục cho nó có cái lỗ để làm cái nút nhấn vào đó các bạn. Mình sẽ đồ xuống để mình đánh dấu cái chỗ vẽ của mình nè. Rồi các bạn, như vậy là mình đã đánh dấu được các cái điểm để mình đục rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng dao rọc giấy để mình khoét những cái lỗ đó ra nha. Rồi như vậy là mình đã cắt xong những cái lỗ để mình làm cái nút bấm kẹo rồi đó các bạn. Đây là cái nút bấm kẹo của mình nè. Các bạn nhớ chú ý là khi mình cắt thì mình cắt cái lỗ cẩn thận để cho nó vừa với lại cái miếng bìa làm cái nút này thôi nha. Đừng có cắt rộng quá thì khi mình đút vào nó sẽ chạy tùm lum như thế này là mình không có bấm được nha. Rồi, bây giờ ở phía dưới này thì mình sẽ cắt một cái ô, cái nơi mà kẹo rớt xuống đó các bạn. Mình sẽ vẽ nha. Rồi mình sẽ cắt ra. Rồi thì mình đã cắt xong rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ dán cái phần khay đựng kẹo vào cái bìa này nha các bạn. Cái này sẽ là phần mặt trước. Thì bây giờ mình sẽ dán vào như thế này. Các bạn nhớ là mình sẽ dán cái phần cái khay kẹo mà cái phần nhiều hơn đó là mình sẽ dán vào cái bìa nha. Rồi thì mình cũng đã dán xong rồi nè các bạn. Đó, các bạn dán vào như mình nha. Rồi tiếp theo thì khi mình đút cái
bấm vào đó. Đây, khi mình ấn vô đúng không, thì nó phải có một cái lực để nó đẩy ngược ra. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần khóa thun ở trong này để cho nó tạo cái lực đẩy nha. Thì các bạn sẽ dùng cho mình là những cái que đè lưỡi như thế này. Rồi các bạn sẽ cắt ra cho mình những cái thanh nhỏ nhỏ. Các bạn sẽ cắt miếng que như thế này vào dấu. Đây, cứ một cây dài là các bạn dán thêm một miếng nhỏ xíu vào này nha. Đây các bạn. Đó là mình đã có hai miếng như thế này được chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ dán nó vào đây. Ngay cái phần cái lỗ này các bạn. Đây đúng không? Thì mình sẽ dán cái que đó vào hai bên cái thành lỗ. Như thế này nè, dán đứng lên. Đó, và cho cái phần miếng nhỏ đây ép vào trong nha. Rồi ở phía bên này một cái nữa nha. Rồi, mình đã có hai cây que này các bạn, một cây nè, hai cây nè, các bạn thấy không? Rồi tương tự cho hai cái khe còn lại nha. Đó, rồi mình đã dán tất cả các cái que vào hai bên cái thành khe của mình rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đút cái nút bấm vào nha. Các bạn sẽ đút vào đây. Các bạn này, khi mà mình làm cái phần nút bấm á, các bạn phải chú ý là mình đưa cái phần khe bấm đây vào dấp ở dưới cái thành lỗ này các bạn. Vừa đụng tới cái đáy thành là mình dừng lại nha. Đừng có để đi quá như thế này. Đó, vừa tới đây. Rồi, các bạn dùng bút dở các bạn đánh dấu đen lại cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ dán một cái que kem lên chỗ đó nữa nha. Ngay cái phần dấu đen đó, mình sẽ dán một cái cây que kem lên. Rồi đó các bạn, mình đã gắn vào giữa các cái que kem là một cái cây nó như thế này. Khi các bạn kéo ra là cái cây que kem này nó sẽ chặn cái miếng của mình, nó không có bị tuột ra ngoài nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng dây xu mình buộc giữa hai cái đầu này. Mình sẽ gắn vào cho các bạn coi nha. Rồi các bạn, sau khi mình buộc dây xu vào hai bên như thế này thì đây, mình ấn vào. Rồi mình thả ra thì cái dây xu nó sẽ kéo cái cần của chúng ta quay lại vị trí đầu nha. Đó, các bạn thấy không này. Đó các bạn. Mình sẽ làm cho nó một cái phễu để nó đưa kẹo ra nữa các bạn. Nếu không thì nó rớt vào trong cái hộp như thế này thì mình lấy ra rất là mệt đúng không? Thì mình sẽ làm một cái phễu để đưa ra phía trước này luôn. Phần phễu thì mình sẽ gắn vào cái mặt sau của cái hộp này nha. Trước tiên thì mình sẽ dán phần mặt sau và phần đáy lại nha các bạn. Như vậy là mình có được hình như thế này. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cắt một miếng bìa nữa. Mình sẽ dán lên đây, tạo cái độ xiên cho mấy bánh kẹo mình nha. Đây này, khi kẹo rớt xuống thì nó sẽ theo cái đây nó xiên nó chạy tới trước nha các bạn. Đây, mình dán thì máy mình nó sẽ có độ xiên nhẹ như thế này nha. Tiếp theo đó các bạn cắt cho mình hai cái hình chữ nhật. Hai hình chữ nhật, sau đó các bạn cắt bớt một góc xiên như thế này lên nha. Để cho mình có cái độ đó, bỏ bớt một cái góc xiên ở chỗ này nè. Rồi, thì mình sẽ dán xéo vào như thế này. Xéo vào như thế này nha các bạn. Tương tự mình sẽ cắt hai miếng như thế này nữa để mình chia cái ngang kẹo của mình ra nha các bạn. Chia nó làm ba ngang cho ba loại kẹo á.
Rồi, như vậy là cái mặt sau của mình nó sẽ được như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dán cái hộp kẹo vào nha. Đây là cái mặt trước hồi nãy của mình nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dán vào nha. Đó. Mình sẽ đặt lên trên này, mình dán vô. Rồi sau khi mình dán hai mặt vào với nhau thì chúng ta sẽ dán luôn hai cái mặt bìa này luôn nha các bạn. Cái mặt bìa bên này. Rồi bên này nữa nha. Còn ở phía trên á thì chúng ta sẽ dùng băng keo để dán như thế này thôi, chứ mình không có dán bít lại để mình còn có thể mở ra mở vào mình bỏ kẹo nữa đó các bạn. Rồi như vậy là mình được một cái máy bán kẹo hoàn chỉnh rồi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt bỏ bớt cái phần nút bấm vào nha. Các bạn để ý xem khi mình bấm vào nó dừng ở đâu thì các bạn sẽ lấy bút các bạn đánh dấu lại. Đây, ở đây mình đã đánh dấu màu đen nè. Rồi mình sẽ cắt tới đó nha các bạn. Ở đây mình đã đánh dấu sẵn rồi đó. Đó, các bạn thấy nó dừng lại ở chỗ màu đen rồi, thấy chưa, là hết cửa rồi đó. Rồi mình đã cắt sẵn ba cái miếng bìa cật tông hình tròn như thế này để mình gắn lên phần nút bấm nha các bạn. Thì để cho cái miếng bìa của mình đẹp hơn thì mình sẽ dùng xốp. Đây mình có xốp ba màu nè, mình sẽ gắn lên cái hình tròn này và mình gắn cho ba vị trí này nha. Rồi mình sẽ dán ba viên kẹo lên trên nha các bạn. Bây giờ tiếp theo thì chúng mình sẽ trang trí cho cái máy bán kẹo này tùy thích nha. Riêng mình thì mình sẽ dùng giấy xốp để mình viền cái phần lá kẹo này ra. Và mình sẽ dùng bút dạ đen để viết thêm một số cái chữ trên này trang trí ha. Đó thì các bạn làm theo tùy ý các bạn thôi. Rồi các bạn, như vậy là mình đã trang trí xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ kẹo và mình bấm cho các bạn coi nha. Đây mình sẽ mở nắp hộp ra và mình bỏ kẹo vào các cái ô này nha các bạn. Rồi mình bấm thử nha các bạn. Đây là viên kẹo cam. Đây mình được một viên kẹo cam. Bây giờ tới viên kẹo màu tím nha, kẹo nho. Rồi bây giờ sẽ tới viên kẹo màu hồng nha các bạn. Yeah, vậy là chúng ta đã có được 3 viên kẹo rồi nè. Làm một cái máy bán kẹo như thế này thì cũng khá là tốn công đúng không các bạn? Nhưng mà mình thích thì mình sẽ làm được thôi. Cũng không khó lắm đâu, chỉ cần các bạn chú ý các cái chi tiết nhỏ nhỏ thì các bạn ghép lại sẽ được thôi các bạn. Chúc các bạn sẽ làm được một cái máy bán kẹo ở nhà nha.